Quy không chịu nổi sức siết mạnh của Sa Phíp cũng ngất đi. Chú giả biết rằng không thể chống trả lại Sa Phíp, ông hoảng loạn vội vã bỏ chạy. Bởi thế Sa Phíp phải đành buông đại úy Quy ra và đuổi theo ông ta. Sa Phíp tức giận vì ông phản bội nữ thần rắn, nên quấn quanh người siết chặt giết chết ông tại chỗ. Tại nhà chú giả, nữ thần rắn tức giận hạ lệnh các thuộc hạ loài rắn canh giữ Ai Mai, còn có một con rắn khác quấn cổ Ai Mai. Vô cùng ghê sợ, Sa Giáp vùng vẫy muốn cứu Ai Mai nhưng vô vọng. Anh thấy người thương trong tình trạng nguy hiểm đành chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của nữ thần rắn, kể cả chuyện về sống chung với cô. Tuy nhiên nữ thần rắn hiện giờ không còn tin tưởng và mềm lòng cả tin con người bội bạc này nữa. Cô càng thấy Sa Giáp lo lắng muốn bảo vệ cho Ai Mai bao nhiêu thì cô càng muốn trái tim anh đau khổ hơn. Cô gấp trăm ngàn lần nên cô từ chối mọi thỉnh cầu của Sa Giáp. Cũng lúc này viên ngọc thần rắn cũng là sức mạnh của bà chúa rắn phát sáng lên giải cứu Sa Giáp thoát khỏi trói buộc của nữ thần rắn. Cô bất ngờ, không hiểu tại sao Sa Giáp lại có viên ngọc thần rắn bên mình. Anh dùng viên ngọc dí vào mặt nữ thần rắn làm cô quằn quại đau đớn vô cùng yếu ớt. Nhưng Sa Giáp không hề quan tâm hay lo lắng bảo vệ cô, mà anh chỉ lo lắng tìm cách giải cứu Ai Mai như kiếp trước anh đã từng làm. Anh đưa Ai Mai rời đi, điều này khiến cho nữ thần rắn nổi giận cao độ hơn. Mò Sa Cốt xuất hiện chặn hai người lại nhưng bị viện ngọc thần rắn làm trọng thương. Nữ thần rắn đuổi theo kịp Sa Giáp và Ai Mai, anh định đưa viện ngọc thần rắn ra, nhưng chưa kịp linh nghiệm thì nữ thần rắn dùng chiếc đuôi dài gạt rơi viên ngọc xuống đất và anh bị cô quấn giữ chặt lại. Ai Mai cũng bị Mò Sa Cốt tát một cái mạnh rồi bắt giữ Ai Mai lại. Sa Giáp thách thức rằng cảnh sát biết được mọi người chết tại nơi đây thì bản thân cô gặp rắc rối và sẽ tồi tệ hơn hàng trăm năm trước mà cô lãnh hậu quả. Nữ thần rắn cười khẩy mỉa mai tuyên bố khi cô rời khỏi nơi đây, trừ khi Ai Mai biến thành loài rắn đi theo hầu hạ cho cô mãi mãi. Cô bất chấp Sa Giáp có tình nguyện trở về bên cô hay không, anh cũng không có quyền chọn lựa. Vì tình yêu mù quáng mà cô quyết định giữ Sa Giáp bên mình, nhưng trái tim tình yêu anh dành trọn cho Ai Mai. Cô bóp cổ Sa Giáp quăng anh văng vào tường ngất đi. Cô cũng ra lệnh cho Mò Sa Cốt đưa Ai Mai trở về chỗ cũ chuẩn bị làm nghi lễ. Trăng tròn cũng đang tiến lên cao và nữ thần rắn cũng trói buộc Ai Mai nằm trên chiếc giường. Lát sau Sa Giáp cũng tỉnh dậy thấy Ai Mai bị trói chuẩn bị làm nghi lễ. Anh cố gắng vùng vẫy để cứu Ai Mai. Anh luôn la hét kêu thả mình và Ai Mai ra. Bởi vì đêm nay là đêm trăng tròn, Ai Mai sắp biến thành rắn. Sa Giáp càng nhìn thấy Ai Mai chịu cảnh đọa đày anh càng đau xót. Điều này khiến cho nữ thần rắn thỏa mãn ước nguyện. Cô muốn anh phải chịu đau khổ như cô ở quá khứ. Nữ thần rắn nói sẽ thực hiện nghi lễ khi Ai Mai biến thành rắn đi theo làm thuộc hạ cho cô mãi mãi suốt đời suốt kiếp. Bắt đầu từ trăng tròn tối nay, lúc này Sa Giáp xuống nước van xin cô tha cho Ai Mai, chứ không phải như ban đầu anh từng thách thức nữa. Tuy nhiên nữ thần rắn không mềm lòng lời cầu xin từ Sa Giáp, đổi lại sự tức giận cô dùng phép làm Sa Giáp bị thương đau đớn. Ai Mai nhìn thấy người yêu tổn thương thể xác không khỏi xót xa. Nữ thần rắn cũng tuyên bố sẽ không còn tin tưởng những gì Sa Giáp đã hứa hẹn nữa. Cô cũng muốn cho Sa Giáp chứng kiến Ai Mai cũng biến thành loài rắn y hệt như cô. Nói xong cô nhắm mắt lại, giơ hai tay lên dùng phép phát ra luồng sáng màu đỏ, cũng là viên hồng ngọc máu nọc độc của cô. Cô muốn Ai Mai trả giá kiếp này, nếm mùi đau khổ tột cùng giống như cô đã từng nhận của kiếp trước. Cô khẳng định khiến cho Ai Mai và Sa Giáp đau khổ hơn cô gấp trăm gấp vạn lần mà kiếp trước cô đã nhận lấy. Sau đó nữ thần rắn cũng đặt viên hồng ngọc máu xuống, giơ tay dùng phép làm luồng sáng màu đỏ bay vào cơ thể của Ai Mai làm cô ấy quằn quại đau đớn. Sa Giáp nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu thương la hét kêu gào thảm thiết trước mặt mình, cũng đành bất lực tuyệt vọng. Nữ thần rắn nói rằng nọc độc của cô lan tỏa khắp cơ thể sẽ khiến cho Ai Mai hoàn toàn biến thành rắn đi theo phụng sự cho cô và luôn làm theo mọi mệnh lệnh mà không thể nào phản đối. Thuộc hạ Sa Phíp cảm nhận rằng Mò Sa Cốt không đồng tình việc làm của nữ thần rắn. Anh hỏi không lẽ cô xót thương con người ác độc làm hại chủ nhân sao? Cô phân trần không thương xót những con người ấy, mà cô không muốn chủ nhân phải tạo thêm nghiệp chứng thôi. Tối hôm đó đại úy Quy cũng tỉnh dậy cảm thấy toàn thân ê ẩm. Cũng đúng lúc anh nhận được điện thoại của Richard thông báo rằng đã tìm được pháp sư đối phó được nữ thần rắn rồi. Quy cũng cho cô biết tin Sa Giáp đang nằm trong tay nữ thần rắn và đang gặp nguy hiểm, mong muốn cô đưa pháp sư đến nhà ông Quý Sa Rút, cũng là chú giả của An Gia qua đi giúp đỡ chống lại nữ thần rắn và cứu mạng những người đang bị nữ thần bắt giữ. Không lâu sau bố con của Richa cũng có mặt, bản thân họ cũng muốn trả thù ân oán với nữ thần rắn. Tại đây họ cũng gặp đại úy Quy, anh hỏi Richa ai là người có khả năng đối phó với nữ thần rắn. Lúc này pháp sư cùng với thuộc hạ trong xe bước ra, cũng là người sẽ mất mạng dưới tay nữ thần rắn. Pháp sư nói chúng ta phải ra tay trước khi mặt trăng lên cao, bởi vì khi đó sức mạnh của nữ thần rắn cực mạnh vô đối, chúng ta sẽ không thể nào đánh bại được cổ. Ông nói xong họ đi thẳng nhà của Quý Sa Rút.
nhưng pháp sư khuyên mọi người chờ bên ngoài để mỗi mình ông vào tiêu diệt nữ thần rắn. Ông Xỉn Hà hy vọng trả được mối thù với nữ thần rắn. Pháp sư cũng đứng bên ngoài kêu ả rắn độc ma quỷ kia mau ra đây. Ông thách thức rằng cô ra đây ông sẽ tuyển cô về trầu Diêm Vương. Nữ thần rắn cảm nhận chính bố con Recha đưa pháp sư đến tận đây, muốn tuyên chiến với cô cũng khẳng định giết hết bọn họ trong ngày hôm nay. Nhưng Safip và Mosakot khuyên chủ nhân ở lại làm nghi lễ cho xong, còn việc khác để chúng lo liệu. Pháp sư và thuộc hạ của ông định xông vào trong, đột nhiên Mosakot và Safip xuất hiện. Safip nói pháp sư con người thấp hèn dám đến tận đây làm phiền nữ thần. Pháp sư đáp trả rằng con rắn thuộc hạ, như các người không cần ta phí công ra tay đâu. Vừa nói dứt lời ông móc trong túi ra đưa lên miệng thổi ông quăng xuống đất, xuất hiện rất nhiều con rắn màu đen. Ông dùng phép thuật luồng khói màu đen xuất hiện ra rất nhiều thuộc hạ mặt mày lem luốc, có cả móng vuốt dài nhọn. Pháp sư ra lệnh bọn họ tuyên chiến với Mosakot và Safip. Hai bên đánh nhau không má nào chịu thua má nào. Ban đầu về phía thuộc hạ của nữ thần rắn có vẻ cũng khá mạnh, tuy nhiên Mosakot lại bị thuộc hạ của pháp sư dùng móng vuốt nhọn đánh trọng thương. Hắn định giết luôn Mosakot đúng lúc Safip chạy đến kịp thời đỡ cho Mosakot thoát khỏi tính mạng, nhưng bản thân anh bị trọng thương rất nghiêm trọng. Ở bệnh viện, mặc dù Chu Kiệt bố của Sa Giáp vẫn còn hôn mê, nhưng ông cảm nhận được con trai đang gặp nguy hiểm. Ông khuyên con trai trong tiềm thức niệm Phật. Rất nhanh chóng Sa Giáp cũng cảm nhận được lời hướng dẫn của bố mình. Sau đó anh cũng nhắm mắt niệm Phật làm theo anh, cũng hóa giải được sợi dây trói trên người. Anh xông lại để cứu Ai Mai nhưng bị nữ thần rắn đánh văng ra xa. Ai Mai kêu Sa Giáp cố gắng rời khỏi đây mặc kệ cô, nhưng Sa Giáp không làm theo mà nguyện chết chung với người mình yêu. Điều này khiến cho nữ thần rắn càng thêm ganh ghét đố kỵ. Nữ thần rắn hỏi hai người yêu thương lo lắng cho nhau lắm đúng không? Cô khẳng định nội trong ngày hôm nay khi nguyền rủa nghi lễ của cô kết thúc, thì Ai Mai biến thành loài rắn, chắc chắn Sa Giáp không còn yêu Ai Mai nữa. Cũng như ở kiếp trước khi anh là hoàng tử Chai Gia Wong, cũng từng phản bội hết yêu cô vậy. Bà chúa rắn mẹ của nữ thần rắn cảm nhận được con gái đang làm chuyện sai trái. Bà không muốn con gái tạo thêm nghiệp nặng nữa. Bà làm phép thuật ngọc thần rắn phát sáng linh nghiệm trở lại đến tay Sa Giáp. Khi được chiếc bùa trong tay anh có sức mạnh, ngay lập tức đưa thẳng vào mặt nữ thần rắn. Cô sức lực đang yếu thì Sa Giáp đeo chiếc bùa ngọc thần rắn vào cổ cô. Mặc dù cô đau đớn nhưng dùng hết sức của mình làm phép Ai Mai ngất đi. Sau đó cô giật sợi dây trên cổ quăng xuống sàn nhà. Bản thân cô yêu ớt cũng ngã xuống và bàn tay cô cũng bị bỏng cháy đen thui. Cô hỏi Sa Giáp tại sao đối xử muốn hại cô. Anh bảo không muốn làm hại tổn thương cô, nhưng không thể để cô tiếp tục làm hại Ai Mai. Bên ngoài, Safip và Mosakot bị thuộc hạ của pháp sư đánh lên bờ xuống ruộng. Cô nghe tiếng la của hai thuộc hạ Safip và Mosakot, cô biết rằng bọn họ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cô không đành lòng bỏ mặc chúng, cô muốn ra ngoài cứu bọn họ và quyết giết chết tất cả con người ác độc ấy. Sa Giáp khuyên cô nên dừng lại, đừng gây thù chuốc oán thêm. Anh không muốn cô làm hại người và làm tổn thương cô, nhưng cô phát bỏ ngoài tai lời Sa Giáp khuyên nhủ, cô bảo không cần anh quan tâm. Nói xong cô biến thành con rắn bò ra ngoài. Mọi người thấy sự xuất hiện của cô là loài rắn khổng lồ thật đáng sợ. Cô giải cứu Safip thoát khỏi tay thuộc hạ của pháp sư, sau đó cô cũng quấn siết chặt giết chết bọn chúng. Ông Xỉn Hạ hỏi nữ thần rắn tại sao luôn bám theo hãm hại bố con ông. Cô cho biết mình chính là An Gia Qua Đi, nữ hoàng của tất cả loài rắn. Ở kiếp trước ông chính là Nora Xịt và con gái ông là Khâm Chặt phá giết cô hàng trăm năm về trước. Ông nghe có vẻ hoang đường, ông hỏi Nora Xịt là ai chứ. Cô nói bởi vì lòng tham tàn ác khiến cho ngươi quên hết chuyện trước kia. Cô dùng phép ký ức ông nhìn thấy toàn bộ chuyện quá khứ hai bố con ông đã từng làm với cô. Cô hỏi người đã thấy hết rồi đúng không. Ông Xỉn Hà cười hô hố, khoai chi ông nói hèn gì, lúc nào cô cũng đi theo để hãm hại ông. Ông gọi cô là rắn độc ma quỷ. Ông nói kiếp trước cô không thoát chết thì đừng mong ở kiếp này cô thoát được, và đừng hy vọng giết được cha con ông. Recha nói chuyện quá khứ đã kết thúc rồi, đừng đi theo gây rắc rối cho mọi người nữa. Cô nên đi đào thai chuyển kiếp đi, đừng để chúng tôi giết hại cô lần nữa. Nữ thần rắn luôn miệng nói A Khâm Chặt phá ở kiếp trước cô luôn xấu xa, như thế nào cho đến hiện tại cô vẫn không thay đổi. Recha tuyên bố cho dù kiếp này hay kiếp trước cô luôn bảo vệ người mình yêu, và kể cả bố của cô sẽ không để nữ thần rắn làm hại họ đâu. Recha cũng muốn mượn tay pháp sư tiêu diệt nữ thần rắn, nhưng bản thân ông cũng có mối thù không đội trời chung với nữ thần rắn. Trước đây ông đã từng bị bại dưới tay nữ thần rắn, nhưng may mắn mạng ông còn lớn. Ông cười hèn hạ đắc ý vì cô đang trọng thương nghiêm trọng, ông chắc rằng không cần mất quá nhiều sức khi xuống tay giết cô. Đúng như ông suy nghĩ của ông đánh bại nữ thần rắn văng ngã xuống đất. Mosakot và Safip xông đến bảo vệ chủ nhân, cũng bị ông đánh bị thương nghiêm trọng. Cả chủ nhân và thuộc hạ đều bị đánh tơi tả te tua. Chuyển cảnh về phía Ai Mai đang khổ sở rên rỉ đau đớn. Sa Giáp giải thoát cô khỏi giam cầm của nữ thần rắn. Hiện giờ toàn thân chuyển sang vảy rắn.
cô cũng dần yếu đi, cơ thể đỏ rực và nóng như lửa đốt. Sa Giáp động viên cô mạnh mẽ, mọi chuyện ổn thôi. Cô khóc lóc than thở mình sắp biến thành rắn. Cô không muốn Sa Giáp thấy hình hài mình là rắn tinh nên kêu anh rời khỏi nơi đây. Sa Giáp khẳng định một điều, cho dù cô có thật sự biến thành rắn đi chăng nữa anh sẽ không bao giờ kỵ thị hay bỏ rơi cô. Anh cũng cam đoan luôn bên cạnh giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh nào. Lúc này anh nghe đại úy Quy gọi mình, anh kêu Ai Mai nằm ở đây chờ anh sẽ trở lại đưa cô ra khỏi đây. Quy cũng cho biết phía trước đang có cuộc chiến hỗn loạn, phải tìm lối khác thoát thân. Sa Giáp và Quy cũng trở lại gặp Ai Mai nhưng cô bỏ đi mất. Hai người cũng chạy đôn chạy đáo tìm cô mọi ngõ ngách, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Giữa nữ thần rắn chiến đấu quyết liệt với con rắn của Pháp Sư làm rung chuyển, như cơn bão, cuối cùng cô cũng đánh bại con rắn của Pháp Sư. Cô tấn công muốn ăn thịt ông Xỉn Hạ, thì Richa chạy đến ôm chằm che chở cho bố cô ấy. Phía sau lưng của Richa có hình xăm bùa hộ mệnh trừ rắn, mà Pháp Sư xăm cho Richa từ kiếp trước đi theo bảo vệ đến tận kiếp này. Bởi vậy nữ thần rắn không thể hãm hại được Richa. Nữ thần rắn bị bùa hộ mệnh làm trọng thương rất nặng. Lúc này Pháp Sư thừa nước đục thả câu, dùng con dao trừ tà xông tới giơ lên định đâm cô, nhưng nữ thần rắn túm lấy bẻ tay ông rơi con dao xuống đất. Richa thừa cơ hội chạy đến nhặt con dao chạy tiến thẳng đâm nữ thần rắn. Khi cô nghe văng vẳng Sa Giáp gọi mình quay sang thì bị Richa đâm trực diện vào bụng. Ở nơi xa, bà chúa rắn cảm nhận con gái nguy hiểm đến tính mạng rất đau lòng, mặc dù cô sắp chết nhưng vẫn gọi Sa Giáp bằng cái tên hoàng tử cha gia quang thân thương triều mến. Trong lúc thập tử nhất sinh, cô vẫn thổ lộ tình cảm rằng cô rất yêu hoàng tử cha gia quang thuộc hạ Sa Phíp và Mo Sa Cốt. Thấy chủ nhân sức lực yếu không thể tự bảo vệ bản thân, họ ôm lấy che chở, dùng phép thuật biến luồng sáng đưa cô rời khỏi nơi nguy hiểm này. Kể từ khi Ai Mai rời khỏi Sa Giáp, toàn thân đau đớn, cô luôn nói xin lỗi Sa Giáp, cô không muốn anh gặp rắc rối liên lụy vì mình. Cô đang vật vã lê lết trên đường, bỗng nhiên cô gặp anh trai Sukada hỏi có chuyện xảy ra với cô. Ai Mai bảo nữ thần rắn dùng viên hồng ngọc máu nghi lễ đã thành công và giờ cô sẽ biến thành loài rắn mãi mãi. Sukada muốn giết nữ thần rắn, anh cho rằng trừ khi cô ấy chết đi rồi thì Ai Mai mới hóa giải lời nguyền. Cô biết rằng anh trai không phải là đối thủ của nữ thần rắn đến chỉ nộp mạng, nên cô cản ngăn lại. Cô khuyên anh trai đừng đem tính mạng ra đánh cược. Cô nói rằng không muốn biến thành rắn đi theo phụng sự cho nữ thần, kêu anh trai giết chết mình thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Sukada từ chối không thể làm theo yêu cầu của em gái, thế nên cô giật con dao trên tay Sukada định tự sát. Bỗng nhiên Sa Giáp xuất hiện kịp thời cầm tay cô ngăn lại. Sa Giáp cũng giật con dao ném đi, anh hỏi sao dại dột như vậy. Ai Mai nói trăng tròn rồi không lâu nữa lời nguyền của nữ thần cũng hiệu nghiệm và cô biến thành loài rắn suốt đời. Sa Giáp an ủi chúng ta phải chiến đấu chống lại lời nguyền của Anja, qua đi tìm cách hóa giải lời nguyền. Anh sẽ không bỏ rơi cô và sẽ tìm cách cứu cô thoát khỏi lời nguyền. Anh nói xong cũng bế cô lên xe đưa cô thẳng đến chùa hoang của sư ông. Cô cầu xin sư ông giúp đỡ mình. Sư ông đeo cho cô dây bùa màu trắng trên đầu và khuyên cô hãy dưỡng tâm thật yên tĩnh, vững vàng tin tưởng vào Đức Phật, bởi vì Đức Phật luôn phù hộ cho người hiền lành, nhân hậu. Ông cũng luôn miệng niệm Phật về Phật pháp. Cơ thể Ai Mai cũng dần dần trở lại bình thường, mọi người thấy rất vui mừng, nhưng Ai Mai ngất đi. Sukada hỏi sư ông tại sao Ai Mai lại như vậy. Ông trả lời bởi vì lời nguyền của Anjaquadi đã hiệu nghiệm nên thể xác cô ấy rất yếu, ông khuyên nên đưa cô ấy đến bệnh viện điều trị. Sa Giáp và Sukada cũng đưa Ai Mai đi. Sư ông cũng khuyên Anjaquadi nên buông bỏ hận thù đi, như thế cô mới thoát khỏi đau khổ. Sa Phíp và Mo Sa Cốt đưa chủ nhân về hang thần rắn, nhưng cả ba đều trọng thương rất nặng. Nữ thần rắn rất căm hận kiếp trước đến kiếp này cô vẫn bị khâm chặt phá giết mình. Cô cho rằng chính vì cô ấy có con dao của Pháp Sư mới chống lại được sức mạnh của cô. Cô kể rằng ở kiếp trước khi khâm chặt phá là công chúa, đã được Pháp Sư xăm bùa hộ mệnh phía sau lưng bảo vệ cô ấy suốt đời, không ai có thể hãm hại cô ấy được. Sa Phíp muốn giết Richa trả thù giúp chủ nhân, nhưng Mo Sa Cốt nói chúng ta dùng hết sức mạnh đưa nữ thần về đây, không còn sức mạnh để chống lại bọn họ. Nữ thần rắn gọi linh hồn bố cô giúp cô hồi sinh trả thù loài người hại mình, bởi vì trong trái tim cô không buông bỏ được hận thù. Sa Phíp thấy chủ nhân đau khổ, anh rất thương cảm. Anh hỏi làm gì để giúp chủ nhân bớt đau khổ, chuyện gì tôi cũng tình nguyện làm hết. Cô nói rằng không ai có thể giúp được ngoài cha của ta. Khi hiện linh, ông trách vấn rằng đã nhắc nhở cô ngay từ đầu nên buông bỏ hận thù, mà cô không nghe lời ông. Cô khóc lóc van xin ông cứu giúp thoát kiếp nạn này. Cho dù cô không đào thai được, cô cũng chấp nhận. Cô nói rằng đã tu luyện hàng trăm năm để trở về tìm người mình yêu, và cô rất muốn sống bên cạnh hoàng tử cha Gia Quang, nhưng ông không đồng ý làm theo ước nguyện của con gái. Ông cũng dần dần biến mất, để mặc cô toàn cơ thể đau đớn yếu ớt dần dần chết trong sự lẻ loi cô đơn tuyệt vọng. Hiện tại bên cạnh cô không có người thân hay người mình yêu thương,
mà bên cạnh luôn luôn quan tâm yêu thương, nguyện lấy tính mạng bảo vệ che chở cho cô chỉ hai thuộc hạ trung thành là Safip và Mosakov. Giải trí râu mang tích review phim Nụ Hôn Thần Rắn phần tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.